Thấy lâu về phần member, hôm nay nấm rơm sẽ làm món cà bung. Để làm món cà bung thì các nguyên liệu chúng ta cần có đó là cà tím. Dùm theo. Cà tím, cà chua, tàu hủ chiên sẵn, thịt heo để được ướp trước với nước mắm và tiêu, rau tí tô sắc nhỏ và tỏi băm. Ok, bây giờ nấm rơm sẽ xào thịt heo và xào cà chua ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thịt heo vào. Rồi cho cà chua vào. Và hầm cho tới khi mà cà chua chín rục ra hết luôn á, chảy nước ra hết luôn á. Bây giờ nấm rơm sẽ hạ lửa xuống, hạ khoảng số 6 ha. Rồi nấm rơm sẽ lấy cái nắp chảo, đầy chảo rồi. Rồi trong lúc chờ cho cà chua chín rục thì chúng ta sẽ xử lý cái cà tím. Các bạn sẽ nấu cà tím với nước sôi 5 phút. Đây là cà tím đã được cắt rồi. Bây giờ nấm rơm sẽ cho nó vô nước sôi và luộc khoảng 4-5 phút. Đó. Nấm rơm sẽ trút cái cà tím này vô nước lạnh. Ăn nữa. Đó, bây giờ nấm rơm để đây ha. Bây giờ coi cà chua luộc chưa. Ok, cà chua đã rục rồi. Bây giờ nấm rơm sẽ cho tàu hủ vô và sẽ nêm nếm đó, tại vì chút nữa chút cà tím vô thì cái rất là khó đảo, rất là khó nêm nếm ha. Ok, bây giờ có lẽ là tàu hủ đã nêm rồi ha. Rồi để nấm rơm thử thôi. Ok, tàu hủ mềm rồi. Bây giờ nấm rơm sẽ nêm nếm. Rồi sau đó nấm rơm sẽ chút cái cà tím nó luộc với nước sôi vô. Nêm bằng nước mắm ha. Các bạn muốn ăn mặn thì nêm nhiều nước mắm, còn ăn lạc thì nêm ít thôi. Được rồi. Bây giờ nấm rơm sẽ chút cái cà tím vô. Trình bày ra dĩa ha. Zoom me. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn lần tới và nấu những món ăn khác. Bye bye, see you next time. Bye.